đã đến với kênh Thôn Nữ Khách Nghe nha. Hôm nay là em sẽ quay cho cả nhà xem tình trạng xăng dầu ở Sài Gòn hiện tại như thế nào ha. Bây giờ các trạm xăng bây giờ là đã treo cái bảng là hết xăng còn dầu rồi. Thì tình trạng xăng dầu hiện tại là đang rất là khan hiếm luôn á. Không có đủ lượng xăng để mà cung cấp cho xe ở Sài Gòn này cả nhà. Rất là nhiều xe máy hiện tại là kẹt xe đi kiếm chỗ đổ xăng không có, nhiều người ta đang dẫn bộ nữa. Đây là một trong số cây xăng đã hết xăng á. Còn một cây xăng ở bên Petro kia còn đổ cho dân, nhưng mà đổ ở cái mức hạn chế thôi, chứ không có ai muốn đổ bao nhiêu là đổ. Em sẽ chạy qua kia em quay cho cả nhà xem nha. Rất là kẹt xe luôn nè. Đây là ở đường Thành Thái, quận 10 nha. Cây xăng này đã đóng cửa rồi, đổ dầu thôi. Chỉ cho một số ít người vô thôi. Từ sáng tới giờ cái này kẹt xe quá trời luôn. Quay mà cũng sợ bị giật điện thoại quá rồi cả nhà. Đường này là đường Phạm Hùng. Quá trời kẹt xe, nhiều người người ta vô đổ xăng nè. Chỉ cho được có chút xíu thôi. Hôm qua tới bây giờ cái nhà ở cây xăng nào cũng tràn ra ngoài đường đầy như vậy hết trơn á. Nhiều người dân có khi từ 3-4 giờ sáng rồi họ đã đi chờ để đổ xăng mà còn đổ không được nữa đó cả nhà. Tối hôm qua em phải dầm mưa đợi có gần 1 tiếng đồng hồ mới chen vô đổ được xăng. Mà nhiều người á, người ta không có đổ được 50 ngàn nữa. Người ta chỉ cho đổ có 30 ngàn thôi. Tại vì đang thiếu xăng cho nên người ta không có đổ cho đầy bình. Với lại một số trạm xăng người ta có tiền lẻ người ta mới đổi cho, tiền chẵn người ta còn không thèm đổi nữa đó. Ở dưới các tỉnh miền Tây bây giờ cũng đang thiếu hụt xăng rất là nhiều nha. Bây giờ quay mà cầm điện thoại rất là chắc, mình sợ bị giật có cái nhà. Cái nhà nhớ cho em một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ em nhé nha. Dừng ngoài đường quay như vậy rất là nguy hiểm ở trên Sài Gòn nè. Không biết bao giờ thì tình trạng xăng dầu ở Sài Gòn mới bình thường trở lại. Chứ bây giờ như vậy là người dân họ đi làm cũng trễ nữa. Rồi những cái anh shipper, những anh chị shipper họ chạy xe họ cũng rất là cực. Họ phải chịu khó chờ đợi như vậy nè, hơn mấy tiếng đồng hồ mới đổ được xăng. Nó bây giờ kẹt nhiều người á, người ta tìm xăng ở chỗ khác không có, cho nên họ phải chen nhau qua đây để mà họ đổ nè, nên gây ra tình trạng kẹt xe vậy đó. Thôi em tắt nha cả nhà, quay mà tâm lý hoang mang quá, bye bye cả nhà.